Ok, hôm nay lại chơi đời lại giới thiệu các bạn một loạt hàng mới về nhé. Đấy, video trước các bạn thấy không, là mình khóc tu tu lỗ loạt rồi đấy. Đây, cây sen đá giá sinh viên, rất sinh viên. Đây là những cái hoa rất sinh viên để mà ở trên mặt bàn học, rất là đẹp. Cẩm nhung. Ông này ông gì nhỉ? Đấy là sen đá. Một dạng sen đá đấy. Đây là sông rồng rồi. Đây, sen đá hoa. Và đặc biệt nhá, đặc biệt này, nói rất rõ nhá, tất cả những người mà đang sử dụng sen đá ấy, lá nó có vàng ấy thì là cái chuyện bình thường. Lá vàng ấy thì mình chỉ cần lấy ra. Còn lại nhá, ở đây mình nhớ là tưới nước rất ít thôi, một tuần một lần ấy. Nước có nghĩa là khi tưới vào chỉ hơi sũng sũng thôi nhá, mà hạn chế tưới nước tuần lần cũng được đấy. Đừng có, các bạn đừng cứ suốt ngày tưới là nó không tốt đâu. Tại vì các bạn phải hình dung là thứ nhất là xương rồng hay là kể cả sen đá ấy, nó là một hàng cây mà nó là sống ở cái vùng đất khô cằn đấy, mà nó khi mà sống khô cằn ấy thì cái phản xạ tự nhiên của nó ấy, nó đã tạo lên cái tính, gọi là tính chất sống của nó ấy, là khô hạn. Cho nên mọi người phải chú ý cái điều đó. Hay là việc kể cả cái cây này, cây này là lan ý. Lan ý các bạn nhớ điều nhân là nếu mà lá mà cụp xuống ấy thì là do thiếu nước nhá, thì phải tưới nước, kể cả ở cái chỗ gọi là thủy này, thủy sinh này, nhưng mà các bạn thấy thiếu nước này này, thủy canh này này, thì các bạn cũng phải đổ nước đầy lên, đổ đầy đầy nước, nó thiếu nước này, trông thì nó thiếu nước đúng không? Ừ. Đúng không? Đổ lên để một cái khoảng hở. Không, đúng rồi, đúng rồi, không, cái đấy ai biết mà, cái khoảng hở thì một trăm đấy, đại khái thế. Nói chung đại khái là khi bao giờ cái lá nó gục xuống ấy là rõ ràng thiếu nước thì mình bổ sung một tí nước vào đấy, có nghĩa là mình sẽ biết được cái khoảng nào là nó bị, cái khoảng nào nó bị, đại khái như vậy đấy. Quý vị chú ý, các bạn chú ý cho mình điều ấy, không lại mang về xong bị cái cách nó không gì. Còn cái lá chẳng mạnh, nó lá nó bị như này này, đây đây này, cái lá nó bị như này, nó bị vàng ấy thì cứ ấy ra thôi, của sen đá này cứ vặt ra bình thường, không có gì sợ. Nhưng mà nói trước nhá, khi mà những cái này này nó đã tạo thành, người ta gọi là tạo thành, nó là đại khái là nó đã ổn định rồi cho cái bầu đất nó sống rồi, thì khi mình mà muốn sang chậu chẳng hạn thì mình cắt đoạn nào mà chậu nó dưới chậu chẳng hạn, ở đoạn này mình dùng cái kéo hoặc dùng một cái cưa nhựa nhỏ nhỏ ấy, mình cưa đến đây thôi này, nó tốt nhất là giữ nguyên cái bầu. Tại vì thực ra khi cái bầu đất này mà nó ổn định rồi ấy, mình rút ra được thôi, nhưng mà nó đầy đặn rút ra được, nhưng mà nó sẽ làm cây rất là yếu. Các bạn biết thì cây lớn thôi, mình đã từng từng xem những cái anh em ấy chẳng hạn, hay là những nhà vườn lớn nó trồng những cây to lắm, cây cổ thụ hoặc là nó đi đánh cây ở các khu rừng về, cây đẹp ấy. Các bạn nhớ cái bầu đất quan trọng nhất, bầu đất có sống hay không là bầu đất. Tại sao nó dưỡng, các bạn thấy nó quay sông mai sau nó không bao giờ trồng xuống dưới mà nó để thẳng cao lên này. Các bạn đi qua những cái nhà vườn lớn ấy, các bạn thấy không, nó trụ đất phải to cao này, nó giữ cái bầu đất đấy. Bầu đất đấy là chính là bầu đất mẹ của nó đấy, bầu đất nguyên thủy của nó đánh cả bầu đất lên chứ không phải nó nhổ cái cây đâu, xong nó phải bọc cái bầu đất lại để giữ nguyên bầu đất đấy, phải xong nó không để ấy, xong bắt đầu nó về khi nó trồng là nó trồng thẳng cái bầu đất này xuống ấy nhá. Mọi người đừng nghĩ nhá, nó trồng bầu đất xuống xong bắt đầu nó tỉa dần, sau khi cây khỏe mạnh rồi nó tỉa dần, nó chỉ trên đất bình thường thôi, xong lại bới lên nó tỉa dần chứ không phải là mọi người nghĩ đâu. Xong hoặc là nó chọc thủng ấy, xong để cho ra nó tự thành tự nhiên. Nên mọi người chú ý cái đấy nhá. Cho nên là kể cả cây nhỏ ấy, thế thôi, khi bầu đất. Còn khi mà mình đã chuyên nghiệp rồi ấy, mình có cách, mình đã nhìn được cái bầu đất ấy, thế nào là mình bỏ ra được, thì khi các bạn sang chậu hay bạn thay chậu thì bạn chú ý cái điều đấy. Đặc biệt là cái nhà các bạn cứ cắt cho mình nhá, là thông minh nhất. Chỉ còn nếu mà to quá, gọi là cái chậu nó to quá thì bắt đầu mình chêm đất vào cùng, thì nó chỉ nuôi dưỡng thôi. Mà dễ này nó mọc tu tủa ra, nó hút chất dinh dưỡng, cứ yên tâm không cần phải cái này thì chả là cái gì cả. Cho nên mọi người chú ý cái điều ấy nhá. Đấy, bên mình về rất là nhiều hàng mới các thứ ấy. Mọi người ra ủng hộ nhé, nếu mà ai ra ủng hộ mà sen đá bán giá hữu nghị lắm, nói chung toàn vài chục nghìn mà bát phở, bỏ bát phở buổi sáng ra phát là có cái chơi chơi cả tháng cả năm, ai biết cách chơi mạnh cái chơi cả năm đấy. Cả cái cây này nữa này, đấy cây này cây gì đấy, đố mọi người biết cây này cây gì đấy hả? À, cây này cây gì đố mọi người biết đấy, đố anh camera biết luôn đấy, anh camera mày đi nói đấy hả? À, anh camera cái gì? À, tài lộc à, chuẩn không ấy? Ờ, anh camera cũng biết mình giả vờ đấy. Đây cây tài lộc nhá, đấy, đây là cái cây tài lộc. Thì cây này hôm nay mình hỏi rồi, cây này nó là bản chất của sen đá,
nhưng mà nó đặt một cái tên nó gọi là xúc xích, như thế thì mình thì không khoái. Sen nhưng mình thích là sen đá run. Đấy, đi. À, chuỗi tiền à? Ờ anh hiểu anh. À đúng rồi, sen đá chuỗi tiền nhá. Rất hay, đúng. Nếu mà lên mạng người ta đúng là nó giống như cái đồng tiền xu ấy, xong nó sâu lại. Đấy, nhưng mà có hoa nhá. Đấy được gọi. Đấy. Đấy. Thì tất cả đấy thì hôm nay đây, à đây nữa, đây là một cái cây mà nhiều người cứ nghĩ rằng là cây này ở nước ngoài rất là nhiều mà nó khi lên cổ thụ đẹp lắm. Cây này cây tuyết tùng. Tuyết tùng. Tuyết là gì đấy, các bạn thấy màu này, nó có màu trắng trắng ấy, như bạch tuyết này, xong rồi cây là cây tùng, nó gọi là tuyết tùng. Đấy. Mà cây tuyết tùng này dễ sống lắm nhá, cũng là khô hạn nha, đừng có nhiều nước quá không tốt đâu. Đấy, cái này nó sống trên núi rất là nhiều. Nếu ai ở nước ngoài rồi nó qua hàng nghìn năm luôn. Cây này sống rất khỏe và dài, nghìn năm luôn. Đấy gọi là cây tuyết tùng nhá, mọi người nhớ để cây tuyết tùng. Đấy là tất cả những cái gì hôm nay bọn mình mới về. Nhiều người vẫn thắc mắc về cây bàng này, cứ nói là cây bàng này có ma, biết mọi người sai lầm nhá. Bàng không phải là có ma. Nhớ một điều đấy nhá, mọi người sai lầm, bàng không phải có ma. Đấy, đây là cái được bàng. Đấy chứ đừng bao giờ nói là chẳng hạn đấy, bàng Singapore. Đấy. Các bạn nhớ đó, ngày xưa mình ở Singapore ấy thì cây bàng này nhiều lắm, người ta trồng rất là đẹp, rất là nhiều. Đấy, bàng Singapore nhá. Giá nó 110k cả chậu. Đấy. Cây này sống rất là khỏe. Mình nhớ nhà mình có một cây này. Xong nó gần như tưởng hỏng, cái vứt bố đi. Thế là nó chui thế nào, chui vào ngách, nó mọc lên bây giờ thành một cây trông rất là đẹp. Đấy, nó khác bàng mình, đấy gọi bàng bằng Singapore. Đấy, tất cả những cái hôm nay thì mới nhập về thôi. Anh em nhập về thì toàn cây khỏe thôi. Tại vì sao kinh nghiệm lúc ban đầu thì nó chưa có mà các thích chơi. Cho nên vì sao đấy mọi người gần những cái cây hoa mà chơi ngắn ngày ấy thì cứ đặt trước. Ra đây thích cây gì đặt trước, mình mua giá rẻ nhất cho các bạn xem. Tại vì thực ra ở nhà vườn ấy, mình để vườn thì người ta làm tốt hơn. Nhân viên cả các cô ở nhà vườn, các cô ấy là giỏi hơn chứ. Mang đến sâu run thì nó không có, nó thẳng nó không có môi trường, nó không đủ các thứ để mà nó phát triển. Thì thành ra là ở đây cũng làm cho để đẹp thôi, để cho mọi người nhìn. Còn những cái nhỏ nhỏ là sống dai sống khỏe thì cũng mong mọi người đến ủng hộ, các em sinh viên đến ủng hộ. Đấy, còn mai sau thì nhân tiện hôm nay nói luôn là cây đời cùng với cả DCMD sẽ có những cái chương trình quảng bá thực tiễn ở các cổng trường đại học sinh viên, bán cây giá rất là rẻ. Mai sau này nếu mà có những event liên quan đến vấn đề mà cần làm những công tác liên quan đến vấn đề là không có lợi nhuận ấy, ví dụ như liên quan đến môi trường, ví dụ dọn rác ở mọi nơi thì mọi người ủng hộ nhé, để anh em có thuê người làm được những cái lớn hơn. Nên đại khái là như vậy. Tóm lại thì cái cây này rất là đẹp, cây này này, xương rồng Mexico. Đấy. Cái xương rồng này nó gọi Nam Mỹ đấy, xương rồng Mexico. Đấy, rất là đẹp. Nói chung là nếu mà ai chơi xương rồng được, mọi người có bảo xương rồng có gai, nhưng mà xương rồng bản chất nhé. À, hôm nay mình kể chuyện một câu chuyện. Nhiều người không biết rằng là cây xương rồng này ở Mexico ấy, người ta làm rất nhiều các loại thức ăn cực kỳ tuyệt vời luôn. Nó là một món ăn. Và đặc biệt nếu ai đã từng là những người tham dự vào vấn đề liên quan đến vấn đề có gọi là chất mà liên quan đến làm cho đàn ông thích ấy. Buổi chiều mà thỉnh thoảng chúng ta ra làm một cốc mát ấy, thì cola là một trong nó làm từ, không phải là man ấy. Man của nó là man, không phải là từ gạo hết nhé, không phải đúng phải mạch nấu mì ấy thế nhá, mà chính xác nó làm từ cây xương rồng. Và cây xương rồng nó nhiều món ăn ngon lắm. Nếu ai đã từng biết về Mexico ấy, mà tham, kể cả không cần đến đấy đâu, nếu các bạn ở Mỹ hoặc là các bạn ở một nước nào đó mà là có những cái nhà hàng Mexico, các bạn sẽ biết. Mà ở Hà Nội có một nhà hàng Mexico, nhớ là ở cái tòa tháp Twin Tower ở trên chỗ Hai Bà Trưng, mà ngày xưa nó chính là ở, nó xây dựng lên từ cái gì các bạn biết không, nó xây dựng lên từ cái hỏa lò của mình ấy. Đấy, đại khái như vậy. Đấy, mình nói chuyện, nói chung là cái lại thế thôi. Đấy, nếu mà bóc bỏ ra các bạn làm thành món ăn được, ăn ngon lắm chứ không phải đùa đâu. Đấy là những cái thứ nó liên quan kể cả đến sang hàng ăn. Đấy, đại khái là hôm nay thì đó đây. Hôm nay có một cái cây móng rồng, quên mất camera nó này, nói chuyện này. Cây móng rồng. Đấy. Cây móng rồng này nhìn trông các bạn thấy đúng là móng rồng không? Đấy, các bạn nhìn này, đúng móng rồng không? Đấy. Đấy. Tại vì sao mọi người cứ thấy bọn mình người bán này nó rẻ, mình biết là nhiều người lười không cần kiểu như cái chậu sang chậu, nhưng mình khuyên các bạn là các bạn nên đi mua nó rẻ lắm. Còn bọn mình sẽ trong vòng 1 tuần 2 tuần nữa bọn mình sẽ làm điều đó, bọn mình sẽ vào. Các bạn thấy nhìn đúng móng vuốt không? Móng rồng đẹp không? Đấy. Nhìn đấy, cái này chọc vào mặt cũng ác đấy, không đùa đâu. Đấy, đây là móng rồng đau ấy, không đùa đâu, đau ấy. Đấy, đau ấy. Nhưng mà thực ra nó không đau lắm. Đấy, đại khái vậy. Nha. Đấy thì còn cái gì nữa? Hôm nay có gì mới nhỉ? Đại khái là đấy thì
nó có đây này, những cái quả sen đá này rất là đẹp đấy, nhưng mà là vì chưa để lộ hết hàng thôi đấy, cắt ra các bạn mà sang cây ấy, mà đặc biệt là có cả đất, đợi mình tí các bạn mà gì nó có cả đất ấy. Đấy, có nghĩa là bây giờ người ta phục vụ rồi, không cần phải đi nhặt đất đâu rồi. Có những túi đất như này đúc chuyên nghiệp luôn đấy, bọn mình cũng bán cả những cái này đấy. 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 Ví dụ thế. Ok. Và đặc biệt là cũng mang đến nữa. Đại khái. Ok đấy ạ. Ok, xin chào. Tạm biệt. Đấy.